Chào mừng các em đến kênh Khởi Liêm trong bài giảng hôm nay. Học sinh giảng các em toán lớp 3 sẽ kết nối chiếu khấu của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Khởi Liêm liên quan phát quảng cáo. Các xem phát quảng cáo giúp Khởi Liêm đã hạn có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học bài 64 phép trừ trong phạm vi 100.000, trang 73 đến trang 74 nha. Trước hết mình sẽ đến phần khám phá. Giờ phần khám phá mình xem số dân của phường mình ở là 23.285 người. Số dân của phường mình ở là 12.967 người. Như mình thấy là có hai bạn, bạn Việt nói là số dân của phường mình là 23.285 người, còn bạn Mai nói là số dân của phường mình là 12.967 người. Robot mới hỏi là số dân phường nào sẽ nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu. Như muốn biết phường nào nhiều hơn, mình so sánh hai số này 23.285 và 12.967 thì mình thấy chắc chắn là 23 sẽ lớn hơn 12, có nghĩa là 23.285 sẽ lớn hơn 12.967, và lớn hơn bao nhiêu, nhiều hơn bao nhiêu á, thì mình sẽ thực hiện phép trừ. Như vậy mình sẽ lấy 23.285 trừ cho 12.967. Giờ bây giờ mình sẽ đặt tính giờ tính nha. 23.285 trừ cho 12.967, mình sẽ đặt tính giờ tính, mình sẽ trừ từ trên xuống từ hàng đơn vị. Mình thấy là số 5 trừ 7 không được, mình sẽ lấy 15 trừ 7. 15 trừ 7 được 8, với 8 nhớ 1. Giờ số 8 này mình sẽ trừ 1 nhớ thì còn 7, 7 trừ 6 được 1, với số 1. Hàng trăm thì mình thấy là 2 trừ 9 không được, mình sẽ lấy 12 trừ 9. 12 trừ 9 được 3, với số 3 nhớ 1. Số 3 này trừ cho 1 nhớ thì còn 2, 2 trừ 2 bằng 0, với số 0. Giờ hàng chục nghìn, 2 trừ 1 được 1, với số 1. Kết quả là 10.318. Như vậy kết quả cuối cùng là 23.285 trừ cho 12.967 sau 10.318, có nghĩa là nhiều hơn 10.318 người, đúng không? Như vậy mình thấy là trừ 5 chữ số thì cũng giống như là 10 trừ 4 chữ số thôi, đúng không? Mình cũng trừ từ hàng đơn vị qua thôi, đúng không? Giờ như vậy là mình xong phần lý thuyết, mình sẽ qua phần hoạt động. Câu số 1, mình sẽ làm câu số 1. Câu số 1 mình sẽ thực hiện các phép tính. Trước hết là 84.758 trừ cho 43.265, mình sẽ trừ từ trên xuống từ hàng đơn vị. 8 trừ 5 được 3, với số 3. Hàng chục mình thấy 5, 5 trừ 6 không được, mình sẽ lấy 15 trừ 6. 15 trừ 6 được 9, với 9 nhớ 1. Số 7 này trừ 1 nhớ thì còn 6, 6 trừ 2 được 4, với số 4. Giờ tiếp theo sẽ là hàng nghìn, 4 trừ 3 được 1, với số 1. Hàng chục nghìn, 8 trừ 4 được 4, với số 4. Kết quả là 41.493. Giờ tiếp theo mình sẽ thực hiện phép trừ là 79.363 trừ cho 5.819. Giờ mình cũng trừ từ trên xuống từ hàng đơn vị trước. Mình thấy là 3 trừ 9 không được, mình sẽ lấy 13 trừ 9. 13 trừ 9 được 4, viết 4 nhớ 1. Giờ 6 này trừ 1 nhớ thì còn 5, 5 trừ 1 được 4, viết số 4. Giờ hàng trăm mình thấy là 3 trừ 8 không được, mình sẽ lấy 13 trừ 8. 13 trừ 8 được 5, viết 5 nhớ 1. Giờ 9 này trừ 1 nhớ thì còn 8, 8 trừ 5 được 3, viết số 3. Giờ số 7 này hạ xuống, viết số 7. Kết quả là 73.544. Kết quả là 73.544 nha. Tiếp theo là 34.635 trừ cho 927. Giờ mình sẽ trừ từ trên xuống từ hàng đơn vị nha. Mình thấy là 5 trừ 7 không được, mình sẽ lấy 15 trừ 7. 15 trừ 7 được 8, viết 8 nhớ 1. Giờ số 3 này trừ 1 nhớ còn 2, 2 trừ 2 bằng 0, viết số 0. Tiếp theo hàng trăm là 6 trừ 9 không được thì mình sẽ lấy 16 trừ 9. 16 trừ 9 được 7, viết 7 nhớ 1. 4 này trừ 1 nhớ thì còn 3, viết số 3. Số 3 này hạ xuống, như kết quả là 33.708. Như kết quả là 33.708 nhé. Như vậy là mình xong câu số 1 nhé. Giờ câu số 1 các em hiểu bài, các em xem hết video hay biết các em hiểu bài.
Giờ tiếp theo mình xin câu số 2. Câu số 2 đặc tính giờ tính. Chứa hết là 97.358 chia cho 89.263. Giờ mình sẽ đặt tính giờ tính nha. 97.358 chia cho 89.263. Giờ mình sẽ trừ từ trên xuống từ hàng đơn vị nha. Giờ mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. 8 trừ 3 được 5, viết số 5. Hàng chục mình thấy là 5 trừ 6 không được, mình sẽ lấy 15 trừ 6. 15 trừ 6 được 9, viết 9 nhớ 1. Số 3 này trừ 1 nhớ còn 2, 2 trừ 2 bằng 0, viết số 0. Giờ hàng nghìn 7 trừ 9 không được, thì mình sẽ lấy 17 trừ 9. 17 trừ 9 được 8, viết 8 nhớ 1. 9 này trừ 1 nhớ còn 8, 8 trừ 8 bằng 0, à, không đứng đầu, không cần viết. Như kết quả là 8.095. Tiếp theo là 56.492 trừ cho 56 nha. Giờ mình cũng đặt tính giờ tính. 56.492 trừ cho 56. Giờ mình sẽ trừ từ trên xuống từ hàng đơn vị nha. Mình thấy là 2 trừ 6 không được, mình sẽ lấy 12 trừ 6. 12 trừ 6 được 6, viết 6 nhớ 1. 9 trừ 1 nhớ khi còn 8, 8 trừ 5 được 3, viết số 3. Giờ 4 mình sẽ viết lại. Số 6 đem xuống viết lại. Số 5 đem xuống viết lại. Như kết quả là 56.436 nha. Tiếp theo là 75.046 trừ cho 32.638 nha. 75.046 trừ cho 32.638. Giờ mình sẽ trừ từ trên xuống từ hàng đơn vị nha. Mình thấy là 6 trừ 8 không được, mình sẽ lấy 16 trừ 8. 16 trừ 8 được 8, 8 nhớ 1. Giờ 4 này trừ 1 nhớ còn 3, 3 trừ 3 bằng 0, viết số 0. Giờ hàng trăm 0 trừ 6 không được, mình sẽ lấy 10 trừ 6 được 4, 4 nhớ 1. Giờ 5 trừ 1 nhớ thì còn 4, 4 trừ 2 được 2, viết số 2. Hàng chục nghìn 7 trừ 3 được 4, viết số 4. Kết quả 42.408 nha. Tiếp theo sẽ là 16.519 chia cho 8.245. Giờ mình cũng đặt tính giờ tính nha. 16.519 chia cho 8.245. Đúng này. 16.519 trừ cho 8.245. Giờ mình sẽ trừ từ trên xuống từ hàng đơn vị. 9 trừ 5 được 4, viết số 4. Giờ hàng chục 1 trừ 4 không được, mình sẽ lấy 11 trừ 4. 11 trừ 4 được 7, viết 7 nhớ 1. Giờ số 5 này trừ 1 nhớ còn 4, 4 trừ 2 được 2, viết số 2. Giờ tiếp theo hàng nghìn 6 trừ 8 không được, mình sẽ lấy 16 trừ 8. 16 trừ 8 được 8, viết số 8. Như vậy kết quả là 8.274 nha. Giờ như là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 kết. Các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video thì các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3 mình sẽ tính nhẩm theo mẫu nha. Mình sẽ quan sát mẫu. 13.000 trừ 6.000 thì cái sẽ nhẩm trong đầu là 13.000 trừ 6.000, mình lấy 13 trừ 6 được 7.000, giữ nguyên kết quả là 7.000. Như vậy có nghĩa là 13.000 trừ 6.000 sẽ bằng 7.000. Đúng này. Giờ mình sẽ làm câu ABC giống như mẫu nha. Bài làm của mình. Mình sẽ làm câu A trước. 15.000 trừ 7.000 thì mình sẽ nhẩm trong đầu là 15 trừ 7 được 8 nghìn, giữ nguyên kết quả là 8 nghìn. Đúng này. Giờ mình sẽ làm câu B. 12 nghìn trừ 5 nghìn
thì mình sẽ nhẩm là 12 trừ 5 được 7, mình giữ nguyên kết quả là 7 nghìn. Tiếp theo là câu C. 17.000 trừ 8.000 thì mình sẽ nhẩm trong đầu là 17 trừ 8, 17 trừ 8 được 9, nên giữ nguyên kết quả là 9. Được nè. Như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 các em hiểu bài, các em xong hết video hãy biết các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 4. Câu số 4 người ta nói là trong 3 tháng đầu năm, một nhà máy sản xuất đồ chơi đã sản xuất được 24.500 chiếc xe ô tô. Tháng 1 thì nhà máy bán đi 10.600 xe ô tô. Tháng 2 nhà máy bán đi 9.500 xe ô tô. Hỏi nhà máy còn lại bao nhiêu xe ô tô đồ chơi? Như vậy là câu số 4 này người ta nói là trong 3 tháng đầu năm, một nhà máy sản xuất đã sản xuất được là 24.500 xe ô tô. Tháng 1 nhà máy bán đi 10.600 xe ô tô. Tháng 2 nhà máy bán được 9.500 xe ô tô, còn lại bao nhiêu? Như vậy ở đây bài toán này mình sẽ có hai cách làm. Một là các em sẽ tính xe ô tô còn lại sau tháng 1, có nghĩa là bán đi 10.600 thì mình lấy số này trừ 10.600. Giờ là giải tiếp theo thì mình sẽ tính xe ô tô còn lại sau khi bán xe ở tháng thứ hai thì mình lấy số vừa tính được trừ cho 9.500. Đúng này. Đó là cách 1. Còn cách 2 thì mình sẽ tính xem 2 tháng đầu bán được số xe ô tô là bao nhiêu bằng cách lấy số này cộng số này. Giờ sau đó mình sẽ tính số xe ô tô còn lại. Đúng này. Giờ mình sẽ làm cách 2 cho các em xem nha. Các em có thể làm cách 1 cũng được. Mình sẽ tính xem 2 tháng đầu. Nhà máy bán đi số ô tô là 2 tháng đầu nhà máy bán đi số xe ô tô là, thì mình sẽ lấy số này cộng số này 10.600 cộng cho 9.500 sẽ bằng bao nhiêu? Giờ hãy hướng dẫn các em tính nhẩm chỗ này luôn nha. Thì mình thấy là 500, một mình thấy là trăm trăm giống nhau thì mình sẽ quyết hai số không trước. Giờ mình sẽ lấy hàng trăm cộng hàng trăm, 6 cộng 5 11 mới xuất 1 nhớ 1. Giờ hàng nghìn 10 cộng 9 là 19, khi 1 nhớ là 20. Kết quả là 20.100. Đúng này. Các em có thể nhẩm là trăm trăm giống nhau mình sẽ viết trăm. Hàng trăm 5 cộng 6 11 mình sẽ viết 1 nhớ 1. Giờ 9 cộng 0 là 9, khi 1 nhớ là 10, viết 0 nhớ 1. 1 này khi 1 nhớ là 2, kết quả là 20.100. Xe ô tô, đúng này. Giờ bây giờ người ta hỏi cái gì mình trả lời cái này. Người ta hỏi là nhà máy còn lại bao nhiêu xe ô tô được chưa, thì mình sẽ bỏ chữ hỏi. Hai chữ bao nhiêu hình chữ số mình trả lời nhà máy còn lại số xe ô tô được chưa là được này. Nhà máy mình trả lời là nhà máy còn lại số xe ô tô được chưa là 20. Thì mình sẽ lấy 24.500 mình trừ cho 20.100 sẽ bằng bao nhiêu? Đúng này. Giờ hãy xứng cả các em tính nhẩm nha. Mình thấy là trăm trăm giống nhau, mình sẽ viết hai số không trước. Giờ mình sẽ lấy hàng trăm trừ hàng trăm, 5 trừ 4, 5 trừ 1 được 4, viết số 4. Hàng nghìn trừ hàng nghìn, 4 trừ 0 được 4, viết số 4. Hàng chục nghìn, 2 trừ 2 bằng 0. Giờ số 0 đứng đầu không cần biết, kết quả là 4.400 xe ô tô, đúng không?
như đáp số sẽ là 4.400 xe ô tô. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 kem hiểu bài, kem sẽ bấm hết video thì biết kem hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, các em thấy giảng dễ hiểu bằng hết, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.